Chàng một đồng Kionu và nàng thợ dệt Trignio. Khi ngài đang ngắm công chúa bên khung dệt, ngài chợt nhận ra nàng không còn bé bỏng nữa mà đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều, diễm lệ. Ngài nghĩ đã đến lúc phải tính chuyện nhân duyên cho con gái. Ngài bèn triệu tập các quân sư đến để hỏi ý kiến về một chàng rể xứng đáng. Nhiều ngày sau đó, một vị quân sư thân cận nhất của ngài báo tin đã tìm được một chàng trai rất xứng đôi với công chúa ở vương quốc lân cận. Ông giới thiệu: chàng ta là hoàng tử nhưng rất thạo nghề chăn nuôi gia súc, nên có cái tên là Kionu, một đồng và thợ dệt, thật chẳng có đôi nào xứng hợp hơn. Tất cả các quan đều đồng ý, nên đức vua mới phái một viên đại thần sang xứ láng giềng để thu xếp chuyện hôn nhân. Vị vua láng giềng rất vui lòng, bởi ngài cũng đang kén vợ cho con. Sau nhiều phen cử sứ thần qua lại, hôn lễ đã được ấn định, cả hai vương quốc đều nhộn nhịp chuẩn bị tiệc cưới thật linh đình. Cô dâu và chú rể đều được cha mẹ dặn dò cách cư xử với nhau cho gia đình hòa thuận, êm ấm. Thế là chàng một đồng và nàng thợ dệt đã nên vợ nên chồng. Nhưng họ bắt đầu sao lãng công việc của mình. Ngày nào họ cũng mãi vui đùa, sánh bước bên nhau. Đếm hết các gì sao, hoặc tay trong tay, rong chơi khắp đồng cỏ. Khung cưỡi của nàng thợ dệt vướng đầy bụi bẩn. Còn đàn bò của chàng một đồng thì tha hồ lang thang đầy đó, và vào cả trong giường thượng uyển. Ai nấy đều lo lắng cho hai người, vì vua cha của nàng thợ dệt rất nghiêm khắc, không đời nào lại tha thứ cho cái tội lười biếng nhàn cư. Nghe tin hai đứa trẻ bỏ bê công việc, ngài rất buồn giận, lập tức truyền lệnh cho họ đến hầu. Lúc hai người đến quỳ trước bệ rồng, đức vua phán với giọng rất nghiêm khắc: các người là nghịch tử, dám không tuân lệnh ta à? Ta đã răn dạy là phải siêng năng cần mẫn, không được lơ là với công việc. Vậy mà bây giờ, các người chỉ lo vui chơi, lêu lỏng.
dám phạm tội khi quân hả? Ta phải trừng trị để làm gương cho thiên hạ. Cái tội ham chơi lười biếng là cũng do hai đứa sống gần bên nhau, rồi đâm ra si mê, lú lẫn. Vậy từ giờ trở đi, hai đứa phải cách ly với nhau. Kyonwoo, người sẽ sống ở phía đông, còn Chignyo, người về sống ở phía tây. Chàng mục đồng nghe vậy, kêu khóc. Tâu phụ vương, xin hãy tha thứ cho chúng con, đừng bắt chúng con phải chia lìa nhau. Chúng con xin hứa sửa chữa lỗi lầm, chúng con sẽ siêng năng làm việc. Hãy tha lỗi cho chúng con. Nàng thợ dệt cũng van xin, nước mắt ràn rụa. Tâu phụ vương, xin đừng bắt chúng con phải xa nhau. Con xin làm mọi việc mà phụ vương muốn, nhưng đừng bắt con phải xa chàng. Con xin hứa, từ nay sẽ siêng năng bên khung cưỡi. Xin phụ vương cho chúng con được gần nhau mãi mãi. Nhưng đức vua vẫn không đổi ý. Ngài cho đưa chàng một đồng đến một vương quốc xa xôi ở phía đông. Còn nàng thợ dệt thì đưa đến một xứ xa xôi khác ở phía tây. Cả hai khóc lóc thật thảm thiết, khiến sau cùng đức vua thương tình cho họ được gặp nhau bên bờ ngân hà mỗi năm một lần, vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Mặc dù vẫn chăn bò, nhưng chàng chẳng hề để tâm tới công việc. Lúc nào cũng mơ tưởng đến niềm vui ngày hội ngộ. Chàng luôn dõi mắt trông về phía trời Tây, đếm từng ngày từng tháng. Còn nàng vẫn ngồi bên khung cưỡi, nhưng mắt luôn hướng về phía Đông. Một năm trôi qua, đã đến ngày hội ngộ. Mỗi người lên đường tới bờ sông Ngân. Thế nhưng hai bờ xa xôi cách trở, chẳng thể cùng nhau hàn huyên tâm sự, cũng chẳng nhìn được mặt nhau, mà chẳng có cây cầu nào bắc ngang sông hay thuyền bè qua lại. Họ cứ nhìn nhau mà khóc, nước mắt tuôn xuống trần gian thành mưa như thác đổ, gây nên lũ lụt, khiến muôn loài đều khổ sở. Muôn loài bèn bàn nhau tìm cách ngăn dòng nước mắt. Gấu gợi ý: "Ai chà, cái điều này thì phải làm cho hai người gặp nhau thì mới hết mưa lũ được." Thỏ nói: "Đúng vậy, nhưng dòng sông chảy xiết quá, làm sao mà họ qua sông được?" Cú đề nghị: "Cần phải có một chiếc cầu, phải làm cầu thôi." Cọp hỏi: "Chúng ta biết cách xây cầu làm sao kia chứ? Sông Ngân ở tích trên cao mà lại rộng bao la bát ngát, xây làm sao được một cây cầu ở trên đó?" Chim Ác Là kêu chim chiếp: "À, tôi biết cách rồi. Chúng tôi có thể xây cầu với sự giúp sức của Quạ, là họ hàng với chúng tôi đó." Quạ nói: "Ừ, ý kiến hay đó. Nào, chúng ta cùng đi." Bầu trời bỗng trở nên đen sẫm khi toàn thể loài chim Ác Là và Quạ trên cõi trần bay cả lên trời. Đến sông Ngân, chúng dang rộng cánh,
tiếp nối nhau, tạo thành một chiếc cầu bắc ngang qua sông. Thấy loài chim đã làm được một cây cầu, chàng mục đồng và nàng thợ dệt mới ngừng khóc và bước lên cầu. Họ gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi, khóc kể mãi về những ngày hạnh phúc trước đây và nỗi nhớ nhung khi xa cách. Mãi đến khi bình minh ló dạng, gạt nước mắt, họ mới chia tay nhau, mỗi người về một ngã. Từ thuở ấy đến nay, không thấy có chim ác là và quạ trên trần gian vào ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch. Nhưng hôm sau, chúng lại xuất hiện. Nếu ta để ý, thì thấy đỉnh đầu của chúng đều trụi lông. Đó là do chàng mục đồng và nàng thợ dệt bước lên đầu chúng để đi đến với nhau. Và vào ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, vào buổi sáng sớm, luôn có cơn mưa lất phất. Đó chính là những giọt nước mắt của chàng mục đồng và nàng thợ dệt rơi xuống lúc chia tay, khóc than vì phải xa nhau một năm tròn.